xuống đất. Con này mã đẹp không ạ? Con này mã đẹp này. Con này mã đẹp không ạ? Nè, ngủ ạ. Không ngủ. Ô, con còi âm này. Con còi về đây, đi chính nó đây này. Ôi dồi, còi hay quá. Đây, chính con còi này. Thôi, chết. Con còi hay đây này. Máu. Chết, con chết kê. Chết con cây. Lên chưa? Lên con cây rồi. Lên con cây rồi, chết con cây. Con này bám chỗ nào? Con hay thế. Con còi gần một cây. Gần một cây à? Đấy, thấy chưa? Gần, chết. Con còi hay này. Chết. Ôi dồi. Có cò hay thế. Quẩy hơn. Nhảy đi. Con còi mã đẹp nè. Con còi ấm hay thế. Nước gụ nó hay, nước thúc nó hay. Nước gọi hơi sạn tí nhưng nó chưa đổi đi rồi. Đâu rồi? Lại xuống đây. Nó sang đây nó mới nhắm cái xoan này. Xuống đất. Thích con Xuân Phú hơn. Úi, còi đấy. Còi âm đây chứ đâu. Nhìn xem có gì. Xuống đất. Rồi. Xuống đất rồi, con còi âm này. Chưa vụ. Vụ rồi. Nó gỗ. Con còi hay quá. Đẳng cấp luôn. Vào giò rồi. Vào trong giò rồi. Có gần béo, nó có đi gần béo. Nó gần cái béo khô ấy, thì nó có giò đấy. Con chặn mà không cho nó lên cao. Nhìn cái này nó mới ham này. Buồn còi hay thế nhỉ? Để thế mà không vào. Nó né bên mãi bên ngoài ạ. Để anh vào sát rồi. Giò để thưa nó đi qua rồi. Con để kín mà. Kín. Dính rồi, mắc rồi. Chưa. Mắc rồi sao ạ? Mắc thế nào được. Không mắc nữa. Tuyệt quá. Lần sau là tao. Để tao cấm rồi cấm lần này. Tức lắm. Cấm vào là phải được. Còi hay quá. Thôi bình tĩnh. Bộ cường đẹp dã man. Mắc rồi, mắc. Mắc rồi. Chào bác đi.